Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở các video clip trước, mình đã hướng dẫn các bạn các giao diện. Tiếp tục video clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đổ dữ liệu ra ngoài màn hình chính. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái giao diện của mình ha. Đây là giao diện trang chủ. Hiện tại thì chỉ là một trang web, chưa có hình ảnh, nội dung gì hết ha. Thì ở đây bây giờ video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổ cái hình ảnh của cái slide này. Rồi, đầu tiên để mà đổ được dữ liệu sản phẩm thì mình mở cái database của mình lên ha. DB của mình sẽ là DB bán hàng. Rồi ở trong này mình có cái bảng là slide ha. Thì ở đây hiện tại mình đã lưu thông tin các cái hình ảnh cho cái slide. Ở đây có link, tuy nhiên là slide của mình hiện tại không có cái link nào hết cho nên mình để trống ha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện lấy thông tin của cái email này để đổ vào trong cái slide này. Đầu tiên thì bạn mở cho mình cái controller ha, bay controller. Ở đây slide này nằm trên trang chủ cho nên mình sẽ viết ở trong phương thức là get index là return về trang chủ đây ha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái biến là slide để hứng dữ liệu từ đổ về từ cái bảng slide này ha. Thì mình sẽ là slide. Rồi mình sẽ lấy tất cả dữ liệu luôn. Ở đây mình có 4 cái slide nè, 4 hình ảnh thì mình sẽ có 4 slide ha. Mình sẽ lấy tất cả. Thì để sử dụng được cái slide này bạn cần view. Bạn cần khai báo thư viện mà chứa cái slide này. Thì thư viện đó sẽ là nằm trong model. Vì model này mình khai báo bảng là bảng slide cho nên mình phải sử dụng nó ha. Thì để include nó vào, bạn dùng view và đi từ app vào slide. Bạn đi từ app nè, vì cái slide của mình đây ha, thư mục cái file slide của mình đang nằm trong thư mục app cho nên mình sẽ đi từ app rồi vào slide. Rồi để mà truyền cái biến slide này qua trang chủ, bạn sẽ dùng một mảng ha, slide, rồi trỏ tới biến truyền vào là slide ha. Đây là câu lệnh để truyền biến, hoặc mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng một câu lệnh thứ hai. Cách hai là thay vì mình truyền mảng vậy như thế này ha, bạn sẽ dùng một cái compact. Thì ở đây bạn sẽ truyền vào cái biến slide. Thì mình có thể dùng một trong hai cách này ha. Hiện tại thì mình dùng cách 2, mình sẽ rem cái câu slide này lại. Rồi, hiện tại thì mình đã truyền cái biến slide qua bên view. Thì mình sẽ qua view. Ha. Mình for each để in cái slide của mình ra. Thì trước tiên thì để biết được mình lấy được cái gì á thì mình sẽ var_dump ha. Printer cũng được ha. Printer cái biến slide. Tạm thời thì mình exit đi ha. Để nó không có return về cái view. Tiếp thì mình sẽ chạy cái round index để nó gọi đến cái get index ha. Thì nó sẽ bring cho mình cái slide này. Đó. Như bạn thấy thì nó đã trả về cho mình một cái object. Mà trong object này là chứa nhiều mảng ha. Từ mảng 0 thì nó đã lấy được đây ha. Mảng 1 nó sẽ lấy được cái bảng là slide. Các cái thông số nó khai báo ha. Rồi đây sẽ là hình ảnh của mình là một array ha. Email, link, ID ha, link rồi email. Rồi để mà tạm thời thì mình sẽ thoát nó đi. Lấy được một mảng thì mình sẽ for each để in cái mảng đó ra. Thì như bạn thấy ở đây mình có cái slide của mình đang nằm ở đây ha. Mình chỉ cần dùng một cái li này để mình for each cho tất cả. Thì mình sẽ xóa hết 3 cái li còn lại ha. Ở đây mình sẽ a for each. Mình sẽ for each cái biến mình truyền qua ha. For each cái biến mình truyền qua là biến slide. S đô la slide. Rồi mình ở đây là end for each ha. Rồi mình chỉ cần lấy hình ảnh. Mình chỉ cần lấy hình ảnh, cho nên ở chỗ nào mà có đường dẫn của hình ảnh thì mình sẽ in dữ liệu ra ở đó ha. Tuy nhiên đường dẫn đây là đường dẫn đến cái hình của người ta, cho nên ở đây mình sẽ cái public nè, email, trong này mình có lưu là 4 cái slide của mình, thì ở đây mình sẽ vào sort ha, sort. Tiếp theo mình đi vào email ha, mình đứng từ sort nè, mình vào email, tiếp theo là mình vào slide. Sau đó là đến tên ảnh, thì tên ảnh đang nằm trong cơ sở dữ liệu, cho nên ở đây mình sẽ in ha. In cái tên ảnh thì bằng $ slide trỏ tới email. Được chưa nè? Mình copy dòng này nha, sau đó mình cũng dán xuống này, ở đây có data source nè. Mình dán xuống trong này. Đây cũng vậy ha. Rồi như vậy bạn thấy cái này là cái của dữ liệu ban đầu ha. Mình chỉ cần in cái hình ảnh ra. Rồi bây giờ mình sẽ refresh lại trang này. Đó, như bạn thấy thì hình ảnh các cái sản phẩm của mình nó đã hiển thị ở đây ha. Ở đây mình có 1 nè, 2 nè, rồi 3, rồi 4 ha. Mình đã có 4 cái sản phẩm, 4 cái slide. 5 thì nó quay lại cái số 1 nè. Như vậy là kết thúc video này, mình đã in được sản phẩm. Ở video clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn in dữ liệu của cái sản phẩm ở dưới này ra ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.